Hello chào anh em, chào mừng em đến với kênh YouTube của Điểm Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điểm Việt Nam. Chúc anh em một ngày mới làm việc an toàn và hiệu quả nha. Đây xin giới thiệu với anh em, đây là xứ cách điện này, xứ đỡ cách điện. Hiện tại thì anh em đang tiến hành là cải tạo tổ trung thế, bao gồm là thay 3 quả TU, 3 quả TI và thay cáp kết nối. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Điện Việt Nam nha. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.